Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học từ học lập trình Python. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái bài hướng dẫn gỡ lỗi, sửa lỗi. Người ta gọi là debug. Đấy thì khi chúng ta lập trình ấy, thì sẽ có thể là nó có những cái sai sót. Sai sót có thể về mặt thuật toán để là gây ra chương trình lỗi hoặc là chúng ta sai hàm và chương trình báo lỗi không chạy được. Hoặc là chương trình nó vẫn chạy được thế nhưng mà cái kết quả nó ra không chính xác hoặc là nó bị thiếu mất cái cái điều kiện tức là thiếu mất cái 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 chẳng hạn như điều kiện bài toán đưa ra là chúng ta phải thỏa mãn cả ba cái nhưng mà nó chỉ thỏa mãn được một hai cái thôi, còn cái một cái điều kiện thì nó không thỏa mãn. Tức là nó bị thiếu mất cái điều thiếu sót điều kiện. Thì ở đây là mình có một cái bài 26 đây này, cái bài bài 26 ở trong cái list dạy cơ bản của mình là có một cái bài là 26 là cái bài giải bài tập string, bài tập string 02. Cái đề bài là viết chương trình kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mật khẩu hợp lệ là mật khẩu có 6 ký tự mà ít nhất 6 ký tự Chứa ít nhất một chữ cái chữ cái thường hay hoa đều được và nó phải chứa ít nhất một chữ số nhưng có hai điều kiện ràng buộc đúng không ạ ba điều kiện ràng buộc một là ít nhất một chữ này ít nhất một số này và ít nhất là 6 ký tự có ba điều kiện ràng buộc Thế thì khi mình cốt thì nó có một cái sót nhỏ và đây có bạn đăng bạn hỏi này đấy thì khi bạn ấy nhập mà mật khẩu sai lần đầu tiên xong đấy tức là mình sẽ yêu cầu người dùng người ta thiết lập mật khẩu ban đầu khi mà thiết lập mật khẩu ban đầu thì khi bạn ấy thiết lập mật khẩu ban đầu là 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 sai được chưa thì sau khi sau cái lần sai đấy thì thiết lập lại nó đúng cú pháp tức là đủ sáu ký tự và đủ ít nhất một chữ cái một chữ thường thì nó vẫn nó vẫn báo lỗi thế cho nên là cái cốt này của mình là đang có vấn đề thì ngày hôm nay mình cũng tiện đây là để hướng dẫn các bạn cách chúng ta đi búc lỗi và đọc cái cốt để chúng ta tự phát hiện ra lỗi ở đâu để nhiều khi là chúng ta viết chúng ta sẽ bị sót điều kiện như này này để, để dễ hình dung hơn thì chúng ta quay lại cái bài toán mà hôm trước chúng ta viết là bài tập sử số 02 thì ở trong cái phần bài 26 bạn nào mà chưa xem bài 26 thì các bạn có thể xem lại bài 26 nhé bài 26 này ở trong cái list tự học lập trình Python, ở trong trên kênh YouTube được ạ thì uh, chúng ta đã viết được cái đoạn đầu tiên rồi đoạn 2 nó chạy đúng rồi đoạn 2 là cái đoạn uh, cho đăng nhập thôi thì chạy đúng rồi như đoạn đầu, đoạn đầu nó bị sai, đoạn sai chỗ nào? Hãy Nhìn lại cái ý kiến của bạn đi này. Đây, đang lúc đầu đăng nhập toàn số hoặc toàn chữ, là lúc sau đăng nhập mật khẩu nó ghi sai. Được chưa? Chúng ta thử nha. đầu tiên này. Các xem người chạy này. Rồi, chúng ta thử này. Đầu tiên ví dụ chúng ta để, để mật khẩu đúng luôn nhé, để mật khẩu đúng luôn này, một hai ba bốn A, đúng luôn. À, thế thì đúng luôn thì nó chạy đúng đúng không ạ thì mật khẩu này hợp lệ đúng rồi đúng quá đúng không ạ bởi vì nó đủ số đủ chữ và có ít nhất sáu cái tự đúng không ạ đăng nhập từ này một hai ba bốn năm sáu a à nó chạy hoàn toàn đúng hoàn toàn đúng ý mình luôn rồi tiếp theo chạy lại này bây giờ nếu như bạn ấy nhập toàn số thì ạ bạn nhìn này đấy toàn số nó báo sai đúng không ạ vẫn đúng yêu cầu đúng không ạ toàn số thì báo sai mà bởi vì à, ít nhất phải có sáu cái tự ít nhất một chữ cái và một chữ số đúng không ạ Thế nhưng bây giờ chúng ta nhập đúng này 1, 2, 3, 4, 5, 6, A Mật khẩu này là đủ hoàn toàn điều kiện Nhưng khi chúng ta enter này Rồi các bạn thấy chưa ạ Nó có một cái lỗi nhỏ ở đây Khi mà viết code này đã bị sót Thế thì làm thế nào để chúng ta hiểu được cái phần tập toán này Và tại sao nó lại sót Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng debug à, Chúng ta uh, cho các bạn nhìn bên trái màn hình PyCharm nhé bên trái có cái dòng này này khi các bạn tích chuột trái vào các cái ô giữa ô số 9 và cái bạch ngang này này chúng ta thấy cái chấm đỏ không rồi chúng ta tích vào các cái phần mà chúng ta cần kiểm tra xem nó chạy như nào ạ ở đây mình tích vào cái đoạn này đoạn này mình đang cần kiểm tra đây ạ rồi đấy đây đây là cái đoạn kiểm tra của cái đoạn dưới này ý số 2 nó đúng rồi mình không cần kiểm tra nữa ở trong một cái cốt một các bạn viết rất dài thì có thể là có những cái đoạn các bạn thấy nó đang có vấn đề với nó bởi vì là cái đoạn mà đang check lại mật khẩu này, này nó nằm hoàn toàn ở trên cái đoạn đầu, đầu tiên này thôi đoạn sau là cái đoạn mà mật khẩu khi mà mình thiết lập mật khẩu ok rồi thì là cái ý số 2 nó yêu cầu là cho người dùng đăng nhập thôi đúng không ạ nên chúng ta tích vào đó rồi bây giờ tích chấm đỏ rồi thì làm gì bây giờ các bạn chọn run ạ thay vì chọn run bình thường các bạn chọn vào debug đi ạ đi đây này đi này sau đó thì các bạn chọn cái bài tập string số 02 là cái tên của cái bài đó. Nếu như các bạn mở một bài thì nó chỉ chạy một bài thôi. Các bạn chọn vào đấy nhá. Run này, Debug này. Chọn bài tập string 02 này. Sau đó thì các bạn để ý vào đây. Ấn vào cái này nhá, chọn đây, chọn Debug. Đó. Nó sẽ hiện cái cửa sổ Debug lên, được dạ. Chúng ta sẽ chuyển sang cái tab đây các bạn giữ nguyên ở cái tab debugger nhá. Sau đó các bạn nhìn cái dấu ở bên dưới này này, đây này. Các bạn thấy cái step over không? F8 này này. Các bạn có thể kích vào đó hoặc ấn phím F8. Kích vào nó nhá, click chuột trái vào đó. Rồi, sau đó các bạn chuyển sang cái tab thứ hai, console đây. Giờ các bạn nhập bình thường mật khẩu. Hay chẳng hạn như chúng ta nhập mật khẩu đúng nhá là một 3 4 5 6 A. Các bạn nhập khẩu đúng này để nhìn xem nó chạy như nào này. Các bạn enter này. Thì các bạn thấy cái N ở đây chưa? Nó đang chạy này, nó đang nhận này giá trị 123456A này. Đấy thì cái debug này nó có tác dụng là nó cho chúng ta xem là cái 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 chương trình chúng ta chạy lần lượt như nào, nó chạy từng bước một, từng step một đúng không ạ? Các bạn quay có thể quay ngược lại trở lại cái tab debugger này các bạn xem này, nhìn thấy chưa? N này kiểu string đúng không ạ? Và cái chuỗi nhập vào 123456A được chưa ạ? F8 tiếp hoặc ấn vào đây nhá, F8. F8 này rồi nó đến các cái biến x y là kiểu bool chưa nó không hiện gì bởi vì nó chỉ là kiểu bool thôi gắn giá trị là một kiểu dữ liệu là bool kiểu chu phô tiếp theo nó chạy đến dòng tiếp theo này là for i in đúng không ạ rồi chạy tiếp này rồi các bạn thấy chưa nó chạy đến đây thì nó chạy qua đây thì nó đang y đang nhận giá trị là một đúng không ạ bởi vì sao ạ in thì không phải là y nó chạy một này hai ba bốn năm sáu và đến chữ a không? rồi nó kiểm tra nhá đầu tiên là kiểm tra xem có số hay không Đầu tiên là nó kiểm tra số 1 có phải là số hay không, nó kiểm tra x. Rồi. Đó, nó kiểm tra x bằng vùng y, y, y bun này, chu này đúng không ạ? X số 1 là số mà. Đúng không? Kiểm tra bun luôn thì có phải là nó sẽ chạy hàm chạy break ở đây để thoát ra luôn không? Rồi, thoát luôn. À đấy, nó nhảy ra khỏi nó không thèm đến cái thằng eo luôn. Tiếp theo là đến y. Y này, nó lại chạy lại cái vòng for ở bên dưới này, vòng for bên trên này xong rồi, đẩy về giá trị x bằng chu rồi là nó kết thúc đúng không ạ? Tiếp theo là đến thằng for ở dưới thì nó cũng chạy từ một đúng không ạ? Nó lại chạy từ i for I in mà, nó lại chạy lại từ một nhưng mà nó kiểm tra lần này là gì ạ? F8 tiếp này. Nó chạy đến dòng i alpha này, nó kiểm tra có ký tự hay không này. Rồi F8 nhảy này. Đó, nó kiểm tra nhảy về phô đúng không ạ? Bởi vì là thằng số 1 nó đâu phải là chữ đâu nên nó nhảy về phô, đúng chưa ạ? Thấy chưa? Nếu mà i là i alpha thì i để về chu, còn không phải thì để về phô. Thế các bạn thấy là nó không phải ký tự thì nó nhảy sang hàm eo và nó nhảy sang i bằng phô. Nó gắn i bằng phô đúng không ạ? Rồi các bạn nhìn này, khi chúng ta tiếp ấn tiếp thì nó sẽ y nó chạy xong lại lấy là y bằng phô. Chạy chi tiếp này, nhìn y giá trị y này. Rồi, y bằng chúng ta string bằng 2 rồi. Y lúc này bằng 2 đúng không ạ? Bởi vì cái chuỗi chúng ta là 1 2 3 4 5 6 thì nó sẽ chạy y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4 mà. Tiếp này, vẫn phô đúng không ạ? Bởi vì y không phải là một ký tự, số à ký tự chữ, chữ cái. Rồi, tiếp này, nó lại nhảy lên là y bằng 3 này các bạn nhìn này. Nhìn đây nhá. y bằng 3 đúng không? Đấy, y bằng 3 đến chữ số 3 này rồi. Tiếp này, vẫn phô đúng không? Đấy, bùn vẫn phô này. Tiếp theo y bằng 4 này. Rồi, ok. đến nếp 8 tiếp y bằng 5 này đến số 5 rồi. Tiếp này. Y bằng 6 này đến số 6 rồi, đúng không ạ? Kiểm tra đến chữ A nó sẽ báo chu này, còn nhìn nhìn y bằng phô nhá, đang phô này. Rồi, chuẩn bị đến chữ A này. Rồi, đến chữ A rồi nhá. Nhìn nhìn giá trị y nhá. Đó, nó về chu rồi, đúng không ạ? Tức là nó kiểm tra lần lượt và nó kiểm tra thấy thằng này là chu thì nó đẩy về chu và nó thoát bridge, thoát ra, đúng không ạ? Xong rồi nhá. Bây giờ nó xong rồi thì nó làm gì? À tiếp theo nó kiểm tra đến cái dòng bên dưới bởi vì nó thỏa mãn điều kiện là um, bây giờ nó thỏa mãn cái điều kiện len n nhỏ hơn 6 hoặc x bằng phô y bằng phô thì nó bắt nhập lại nhưng ở đây thì cái len n của ta ở đây là, là hơn 6 rồi đúng không ạ và thằng x thì bằng chu y bằng chu cho nên là nó sẽ chạy cái trường hợp này và nó sẽ đẩy ra mật khẩu hợp lệ các bạn nhìn nhá nép f8 này đó thấy chưa nó nhảy luôn vào thằng này bởi vì nó kiểm tra điều kiện mà nó thấy là không thỏa mãn điều kiện này thì nó không thực hiện cái lệnh này nữa mà nó chuyển sang khối L và nó sẽ đẩy ra là mật khẩu hợp lệ đúng không ạ? Các bạn nhìn cái tab con uh, console nhá. F8 phát nữa này. Đây này, nó đẩy ra cái màn hình nó sẽ đẩy ra kết quả là mật khẩu hợp lệ này đúng không? Rồi, chuyển lại tab debugger này. Rồi, tiếp theo là nó sẽ yêu cầu mình nhập mật khẩu thôi, là sang phần 2 rồi. Phần 2 thì đúng rồi mình không test nữa nhá, mình chỉ dừng lại phần này thôi. Thì đây là cái cách chúng ta kiểm tra từng cái dòng lệnh ra chạy như nào. Thì vừa rồi là cái trường hợp chúng ta kiểm tra đối với trường hợp là đúng đúng không ạ? Thế bây giờ cái vừa rồi là đúng, thế bây giờ là cái lỗi mà các bạn 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 đăng bạn ấy phát hiện ra đây này là chúng ta nhập toàn số ban đầu hoặc chữ ban đầu này, là mật khẩu báo sai, nhưng mà nhập lại đúng cú pháp thì nó cũng không đúng nữa. Nhìn này, chúng ta chạy lại nha, còn cm10, à không, à, dừng lại đi, ấn số vuông này dừng lại này, sau đó chạy run này, chọn đi book này, vừa nãy chúng ta đi book cái chương trình đấy rồi cho nên nó ở ngay đây này, còn không thì chúng ta lại chọn đi book như vừa nãy đúng không ạ? thì chọn chúng ta vừa đi book một lần rồi thì nó nằm luôn ở đây nó gợi ý chúng ta làm luôn thì các bạn có thể click luôn cái này chưa? hoặc là click theo lúc cách ban đầu cũng được đi book này rồi ấn chuyển sang tab console này nhập mật khẩu này bạn ấy bảo là nhập mật khẩu toàn số hoặc toàn chữ thì báo lỗi đúng không ạ nhập toàn số nha một này rồi chuyển sang đi book nha ấn F8 chạy này ở à đây bây giờ mình ấn F8 chạy quên mất là phải ấn F8 chạy trước sau đó chúng ta mới nhập mật khẩu một này là số đúng không Ok ra chuyển thắng tắp đi book này Các bạn nhìn thấy sở trinh chúng ta nhận giá trị là một đây đúng không Bây giờ f 8 chạy tiếp này rồi y, x bằng bun y bằng bun thì không có gì cả bởi vì nó gắn kiểu thôi tiếp rồi for y in kiểm tra mật khẩu chúng ta hơi dài nhỉ sẽ kiểm tra hơi lâu nhưng mà thôi đúng không? rồi rồi y bằng y digit số 1 có phải là số không phải luôn đúng không ạ thì x sẽ đẩy về chu Các bạn nhìn này f8 này rồi đấy x bị chu rồi và bridge luôn đúng không ạ đấy nó bảo luôn nó sang cái phần kiểm tra xem có phải là là chữ không ký tự đấy rồi lấy này y đang bằng một nha đó y bằng hai rồi y lại tiếp số 1 là số 2 rồi số một tiếp theo đấy ạ đây nó sẽ kiểm tra liên tục à, nó kiểm tra liên tục và đẩy về phiêu liên tục này các bạn nhìn thấy không đó 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 đẩy về phiêu liên tục đấy Đấy, xong xong rồi xong 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 cái thằng fail nó sẽ kiểm tra hết số một này rồi kết quả cuối cùng là x bằng chu và y bằng phô được chưa bây giờ nó bắt nhập lại mật khẩu này nhập lại mật khẩu chưa đây ấn nhập 8 phát nữa rồi đấy nó bắt nhập lại mật khẩu này bây giờ chúng ta nhập đúng cú pháp nha một hai ba bốn năm sáu a đúng cú pháp đúng không ạ đúng mật khẩu vừa nãy là đúng nhưng mà trong khi chúng ta enter này rồi chúng ta chuyển sang debug nhìn này Lúc này chúng ta thấy là x bằng chu và y bằng phô. Đúng không? Vẫn vậy nó kiểm tra thấy x bằng chu và y bằng phô. Mặc dù ký tự chúng ta đủ len chúng ta lớn bằng 6. Nhưng hai điều kiện này này. Vẫn có một cái điều kiện bằng phô này này. Chúng ta đang bị kẹt ở cái điều kiện phô này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Ấn tám 8 tiếp này. Đó. Nó lại quay lại cái phần này nó nhận bắt nhập mật khẩu. Bởi vì cái thằng này thằng y bằng phô này nó vẫn đang bằng phô và cái đoạn bằng y này của chúng ta này không có một cái phần nào để chúng ta Um, gán lại giá trị cho nó bằng chu khi chúng ta kiểm tra lại điều kiện tức là ở bên trên này khi chúng ta nhập mật khẩu các nhìn này trên này mật khẩu thì ở đoạn dưới này chúng ta có phần điều kiện để chúng ta kiểm tra xem nó có phải trong cái đoạn mật khẩu đó có ký tự hoặc số không, đúng không? Đúng không? có phần kiểm tra điều kiện nhưng sau khi mà chúng ta nhập sai một lần nó nhảy vào vòng quay chạy nó kiểm tra sai nó yêu cầu chúng ta nhập lại mật khẩu ở đây thì đằng sau này lại không có một đoạn nào để kiểm tra xem cái mật khẩu đó là đúng hay sai đúng không ạ có đúng điều kiện hay không thế cho nên là nó cứ chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại ở cái vòng này và chính vì thế cho nên là khi bạn đạt bạn đi bạn bạn đăng bạn đi kiểm tra ấy thì thì nhập mật khẩu đúng nó cũng không được nữa đúng không ạ đấy thì đây chính là cái lỗi của những cái code này khi chúng ta viết nó đấy, bây giờ chúng ta sửa nó thì như nào thì về cơ bản là chúng ta phải đưa cái điều kiện này vào trong cái vòng while chưa bởi vì chúng ta biết là chúng ta phải check cái điều kiện của nó sau khi nhập lại mật khẩu nên chúng lên về lý thuyết là chúng ta sẽ phải đưa cái điều kiện này vào trong quay thế bây giờ chúng ta đưa như nào đưa lại nhá bây giờ chúng ta phải đưa nó vào trong quay để chúng ta có cả cái khối này vào bạn dừng debug đi bút đi ấn nút vuông dừng lại được chưa chuyển năng uh, chương trình bình thường rồi bây giờ chúng ta sẽ copy cắt cái đoạn này vào cắt cái đoạn mà chúng ta điểm cho điều kiện ấy cắt vào cắt vào đâu cắt vào trong ngoài rồi cắt trong quay như này Tôi biết với từ, từng tí từ tí môn nhá các trong Y này. để khi mà chúng ta nhập mật khẩu xong, thì nó phải check được điều kiện, đúng không? cắt trong Y. cái Y này chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ đổi nó thành Y chu, để nếu mà điều kiện đúng thì nó chạy liên tục, của Y chu. rồi bây giờ là Y chu, tức là khi mà cái điều kiện nó đúng thì nó sẽ chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại. đấy. thế bây giờ chúng ta sẽ đưa một cái biến ít vào đây, ít vào đây. Để cứ biết đi thằng đó tí mình giải thích nha if rồi nếu bằng phô thì sao bắt nhập lại đúng không if phô thì bắt nhập lại được yeah. chưa bây giờ là đến đoạn l nếu mà đúng nếu mà sai đúng không ạ đây là đây là nếu mà mật khẩu mà sai điều kiện thì bắt nhập lại đây đúng không ạ còn l chúng ta đẩy vào một tab này đẩy vào đi để hai thằng này vào một tab được yeah. còn không thì sao print ra mật khẩu hợp lệ à, print mật khẩu hợp lệ rồi thì làm gì phát ra phát chương trình ra rồi, để chúng ta sửa lại một chút như này nhá. Thì có phải là các bạn thấy là chúng ta đẩy vào cái quay chu này tức là khi mà toàn bộ cái điều kiện trong này nó đúng nó sẽ chạy đi đi chạy lại liên tục. Chỉ nó chỉ thoát khi nào ạ? Khi mật khẩu hợp lệ thôi. Đấy. Rồi chúng ta chạy thử này. Chúng ta chạy bình thường nhá, con CM10. Bình thường nhập mật khẩu này, nhập mật khẩu sai này, ba sai này. Đấy, nó báo rồi đúng không ạ? Nhập mật khẩu sai tiếp này. Toàn chữ sai này. Rồi, bây giờ nhập mật khẩu đúng này, 1 2 3 4 5 6 A, đúng này. Rồi nó báo mật khẩu hợp lệ rồi. À, tại sao nó báo được mật khẩu hợp lệ? Là có nhìn này. Quay chu là lệnh mà chúng ta chỉ khi mà nó tức là khi mà cái điều tức là khi nó đúng thì nó sẽ chạy liên tục. Cái chu này là cái vòng lặp liên tục mà chỉ khi gặp cái thằng bridge ở dưới cùng này nó sẽ thoát ra các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra này. Quay chu tức là nó sẽ thực hiện check liên tục cái thằng y của chúng ta trong cái biến n n đầu tiên chúng ta n nhập vào đây đúng không ạ n nhập vào sau đó nó kiểm tra thấy có ký tự hay số không đoạn này các bạn biết rồi đúng không ạ nếu có thì trả về chu còn không có thì một trong hai thằng phô mà một trong hai thằng phô chúng ta kiểm tra đến dòng tiếp theo là nếu điều kiện chuỗi mà nhỏ hơn 6 hoặc là x bằng phô hoặc là y bằng phô thì bắt nhập lại đúng không ạ nó cứ bắt nhập lại cho bao giờ xong rồi chúng ta nhập lại đúng không? nhập lại thì nó lại chạy ngược lại về thằng quay chu này nó lại kiểm tra lại kiểm tra tiếp nếu mà không thỏa mãn điều kiện à, thỏa mãn điều kiện này tức là không đủ cái độ mạnh của mật khẩu theo yêu cầu nó lại bắt nhập lại khi nào đủ nó kiểm tra thấy đủ thì cái điều kiện này không thỏa mãn đúng không ạ không thỏa mãn thì nó nhảy sang cái nhánh này nó in ra là mật khẩu hợp lệ ở đây đúng không ạ và nó break nó thoát ra chưa? Nó thoát ra thì nó nhảy sang ý số 2 ý số 2 là yêu cầu nhập vào mật khẩu đăng nhập hệ thống thì chúng ta nhập vào mật khẩu đăng nhập nhá sáu nhập thử sai này bbbbb đúng không ạ cái đoạn này thì nó đúng rồi bài sơ trinh các bạn xem lại nhá nhập sai thì nó báo sai thôi hai đến 5 lần thì nó thoát ra nhập từ đúng nhá một hai ba bốn năm sáu a rồi enter đấy nó đăng nhập thành công rồi đấy, như vậy là trong cái bài ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta debug tức là chúng ta kiểm tra lại cái lỗi của một cái cốt một cái đoạn cốt do chúng ta viết hoặc là do chúng ta lấy ở trên mạng về chúng ta có thể kiểm tra nếu chúng ta hiểu bản chất của vấn đề chúng ta có thể kiểm tra được xem đoạn nó lỗi ở đâu và chúng ta có thể tự fix được cái này thì rất cảm ơn bạn 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 Đăng nhỉ bạn Đăng bạn ấy đã tìm ra cái lỗi này và cũng tiện cơ hội này đây bạn Đăng tiện cơ hội này thì mình cũng sẽ đã hướng dẫn các bạn luôn cái phần để chúng ta chuyển tra lỗi chúc các bạn học thật tốt cảm ơn các bạn